Phi Nhung quyên góp 100 triệu. Việt Hương gây chú ý với loạt động thái hỗ trợ miền Tây chống hạn, mặn và dịch COVID-19, Phi Nhung, và nghệ sĩ Việt Hương là hai nghệ sĩ tiếp theo chi số tiền lớn. Để giúp đỡ người dân miền Tây phần nào vượt qua cuộc sống khó khăn do hạn, và ngập mặn. Những ngày qua, miền Tây, đang phải đối mặt với hạn mặn xâm nhập ngày càng phức tạp và bất thường, tình trạng này, khiến nông sản, lúa gạo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù có phương hướng chuyển sang trồng các loại cây trái phù hợp nhưng người dân vẫn đang vất vả vì thiếu nước ngọt. Trước khó khăn của người dân các tỉnh miền Tây, nhiều sao Việt đã đứng ra lập quỹ kêu gọi khán giả cùng chung tay ủng hộ. Giúp đỡ mang máy lọc nước tới bà con, để vượt qua thời kỳ hạn mặn khắc nghiệt này, nếu MC Đại Nghĩa Tiên Phong đưa hàng chục máy lọc nước về giúp đỡ bà con. Ngọc Trinh ủng hộ 200 triệu, thì Thủy Tiên cũng chi nóng 50 triệu, và lập quỹ kêu gọi được 3,4 tỷ đồng chỉ sau 24 giờ, để giúp đỡ nông dân miền Tây, mới đây. Ca sĩ Phi Nhung cũng góp sức vào công cuộc giúp đỡ bà con vùng hạn mặn khi đích thân tới nhà văn hóa xã Hưng Nhượng, huyện Rồng Trôm, Bến Tre để tặng bồn chứa loại 500 lít và nước ngọt có tổng giá trị 100 triệu đồng. Ngoài ca sĩ Phi Nhung, nghệ sĩ Việt Hương cũng hoãn việc tặng áo ấm cho trẻ em nghèo để lo hai việc gửi nước rửa tay sát khuẩn ra Hà Nội chống dịch COVID-19 và mua máy lọc nước tặng người dân ở Bình Đại, Bến Tre. Việt Hương cho biết cô đặt thi công trước một máy. Giá 38 triệu đồng và lọc được 400 đến 500 lít nước một giờ. Hương sẽ tặng thêm khoảng 3 máy ở tỉnh ngập mặn nặng, đang kiểm tra nơi cần giúp gấp, nữ nghệ sĩ cho biết thêm và khẳng định tự làm mọi việc mà không nhận tài trợ từ ai để dễ quyết định. Phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.